Chào mừng toàn thể quý vị khán thính giả đang nghe truyện trên kênh Audio Truyện Hay. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng và có những giây phút thư giãn khi nghe truyện, nhớ đăng ký kênh để tiện cho việc theo dõi nha các bạn. Truyện Tổng giám đốc anh thật là hư, phần 35. Ha ha. Lạc Ngạo thực cười nhạt một tiếng, không tham gia vào câu chuyện của cô ta, chuyện của người khác anh tuyệt đối không hỏi lung tung. Lạc Ngạo thực lấy một chai rượu rót thứ chất lỏng màu đỏ sẫm trong chai vào ly. Rượu chảy vào chiếc ly trong suốt. Trơn nhẵn vô cùng. Một PUB nổi tiếng như vậy cũng dùng rượu giả. Cho dù là rượu giả, dùng loại nước có cùng màu pha lẫn rượu, chi bằng pha chế ngon hơn không tốt hơn ư. Loại rượu này anh thật sự không có hứng thú, chỉ có thể đặt ở trong tay làm đồ trang trí mà thôi. Lâm Dương cầm ly rượu, đặt mông ngồi xuống bên cạnh lạc ngạo thực ánh mắt đắm đuối đưa tình nhìn anh mấy ngày nay em không đến công ty anh cũng không gọi điện hỏi thăm gì hết ha ha em có cha mẹ có chồng có anh trai sao còn cần gì đến sự quan tâm của một người ngoài như anh lạc ngạo thực cười nói ung dung thay đổi tư thế vắt chéo chân ngồi trên ghế salon làm sao mà giống nhau được bọn họ không hề giống anh ngón tay mảnh khảnh của lâm dương đặt trên ngực lạc ngạo thực khẽ vuốt ve dụ dỗ trời ạ à, ngực anh thật cường tráng tại sao lại cường tráng như vậy lâm dương khẽ liếm đôi môi sáng bóng màu son gò má vô tình dường như cố ý chạm vào gò má và gáy của lạc ngạo thực đầu ngón tay lướt qua lướt lại trên cơ bắp của anh tán thưởng rất trắng chắc rất đàn hồi thật sự khiến em muốn chạm tay vào những cơ bắp bên dưới lớp quần áo kia. Để cảm nhận thật kỹ những cơ bắp này. Em quá khen, những người đàn ông khác cũng vậy, không phải sao? Ông xã của em, nhìn qua cũng rất khôi ngô. Lạc ngạo thực tóm lấy tay cô ta, ngăn cản hành động khiêu khích lấn lướt. Lâm Dương nhân cơ hội lập tức nhào vào lòng ngực anh, ngẩng mặt nhìn khuôn mặt kiên nghị gần trong gan tất. Không giống, chồng em không rắn chắc như anh anh ta nhìn qua thì rất khôi ngô nhưng thực ra một cánh tay khác của cô ta trượt xuống hông lạc ngạo thực cọ qua cọ lại trên bụng dưới của anh cơ bắp của anh ta không rắn chắc khiến em cảm thấy anh ta không thể mang lại cảm giác an toàn cho mình lạc ngạo thực cúi mặt liếc nhìn ánh mắt đầy ám hiệu của cô ta người đàn ông có thể mang lại cảm giác an toàn cho phụ nữ hay không không thể chỉ nhìn vào cơ bắp Thường thì những người đàn ông gầy yếu càng biết bảo vệ trân trọng phụ nữ. Nhưng điều mà phụ nữ muốn là người đàn ông có thể thỏa mãn cho họ ở mọi phương diện. Lâm Dương nhìn Lạc Ngạo thực bằng ánh mắt đầy ám hiệu, cô ta nhìn anh không chớp mắt, chờ đợi anh đáp lại. Thỏa mãn? Bản thân em đã rất giàu có rồi, chắc chắn không cần đàn ông như thế. Anh né tránh câu nói của cô. Lạc Ngạo thực thật sự là người đàn ông tốt có cá tính. Nhưng càng là đàn ông có cá tính, cô càng thích. Cô nhấp một ngụm rượu đỏ, trong đôi mắt đẹp được kẻ vẽ tỉ mỉ lập tức xuất hiện một lớp sương mờ. Chỉ khẽ lóe lên dưới ánh đèn, chứ không rơi ra ngoài. Lạc Tổng, em thật sự ngưỡng mộ vợ anh, có được một người chồng như anh. Nếu như anh là chồng em, em cũng không cần dốc sức vất vả như vậy. Thường xuyên phải đi ăn cơm cùng lãnh đạo, phải uống rượu, cho dù khi không được khỏe vẫn phải đi xã giao những ngày như vậy với em thật sự quá đủ em thật sự hy vọng có một người đàn ông có thể thay em quản lý tất cả nguyện làm một người phụ nữ nhỏ bé ngày ngày ở nhà chờ chồng đi làm về những lời này đều là những lời tâm huyết của cô vậy hãy giao công ty cho chồng em như vậy có thể thoải mái tự do rồi lạc ngạo thực trả lời lấy lệ ha ha nếu anh là chồng của em đương nhiên em sẽ giao lại tất cả. Lâm Dương tiếc nuối nói. Lâm Dương, em có biết anh thích em ở điểm nào nhất không? Lạc ngạo thực cúi đầu dò hỏi, không đẩy cô ta ra, tất nhiên cũng không để cho cô lấn lướt thân mật. Lâm Dương thoáng rụt đầu lại về phía sau, mở to hai mắt nhìn anh. Thích em ở điểm gì? Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn chầm chầm vào cô. Gò má Lâm Dương càng lúc càng đỏ, hơi thở trở nên dồn dập, chân tay lúng cuốn, ánh mắt nhìn anh chăm chú khi nãy cũng rời đi. Cái gì? Anh nói mau đi. Anh như vậy làm em rất căng thẳng. Cô đưa tay vuốt ngực. Lạc ngạo thực chỉ vào chóp mũi cô ta, nhếch miệng nói. Chính là thích sự phóng khoáng độ lượng của em, khi làm việc luôn mạnh mẽ quyết đoán như đàn ông. Lâm Dương mê mệt điên cuồng, không phải do tác dụng của cồn, mà chính vì lời khen ngợi của lạc ngạo thực làm cho choáng váng thật không chứ không phải cảm thấy em giống đàn ông sao ha ha nhưng anh lại thích cảm ơn lâm dương vui vẻ đến giọng nói cũng thay đổi cho nên ngữ điệu của lạc ngạo thực lập tức thay đổi tuyệt đối lần đừng để anh nghe thấy những lời oán trách từ trong miệng em đó không phải phong cách của em được anh nói gì em cũng đều nghe theo chỉ cần anh thích em là được. Lâm Dương gật đầu mạnh một cái, tiếp tục vùi đầu vào trong lòng ngực của Lạc Ngạo Thực. Trời ạ, à, cô rất thích cảm giác này. Lạc Tổng, anh biết không? ở trong lòng anh khiến em cảm giác mình giống như một chú chim nhỏ, em thật sự thích cảm giác phụ thuộc vào anh. Không nên nói như vậy, đừng quên em đã là phụ nữ đã có chồng. Mặc dù rượu rất khó uống, nhưng anh vẫn uống một ngụm trong đôi mắt to tròn xinh đẹp bỗng nhiên chảy ra một dòng nước em không phải hạng phụ nữ phản bội gia đình nhưng em thật sự rất yêu mến anh rất muốn được làm bạn gái anh dù chỉ một ngày nói xong đôi môi run rẩy của cô ta liền hướng về phía lạc ngạo thực đáng tiếc bây giờ anh đã là người có gia đình lạc ngạo thực lập tức quay mặt đi chỉ một ngày cũng không được sao cô vô cùng khát vọng nhìn anh trong đôi mắt ước lệ đều là van xin chuyện này lạc ngạo thực muốn nói lại thôi cảm giác khiến cho người ta khó khăn lạc tổng em rất nghiêm túc thực ra em đã thích anh từ rất lâu chỉ là khi đó em quá kiêu ngạo anh lại không để ý đến em em cũng không muốn cúi đầu hạ mình cho nên sau này khi nghe phó vũ nghê dùng thủ đoạn hèn hạ để gả cho anh anh biết em đã đau lòng đến mức nào em hối hận vì em không đủ hèn hạ nên mới mất anh khi nói chuyện, trong ánh mắt cô không che giấu nổi hận thù. lạc ngạo thực mặt không biến sắc, cười đùa ha hả. đừng nói rằng việc em thu mua cổ phần ở công ty anh cũng vì muốn làm việc cùng anh. lâm dương dương ánh mắt si tình nhìn lạc ngạo thực, hỏi ngược lại, chuyện này có gì là không thể? anh không tin bản thân mình có sức quyến rũ vậy sao? ha ha. trời ạ, à, anh chỉ nói bừa vậy thôi không phải là thật đó chứ lạc ngạo thực tiếp tục hỏi cô ta bằng giọng vui đùa không được cười không có gì buồn cười hết lúc ấy lạc bình tới vay tiền anh nhưng anh không cho bà ta vay sau đó bà ta đã tới tìm em em liền cho người điều tra biết được bà ta đang cần tiền quay vốn chính là để đối phó anh bà ấy tính đối phó anh ý em là lạc ngạo thực giả vờ ngây ngô như lần đầu tiên mới nghe nói tới Lạc tổng. Thế anh có biết người đứng ra thu mua Cosmos, kẻ đã giấu mặt là ai không? Lâm Dương mở to đôi mắt xếp, chuẩn bị nói ra. Lạc ngạo thực chật chủ động cắt ngang lời nói kế tiếp của cô ta, ghé sát lại gần. Là ai? Lâm Dương nhíu nhíu đôi mày thanh tú. Lạc tổng, anh thật sự không biết. Chẳng lẽ anh không cho người điều tra? Lạc ngạo thực bình tĩnh khẽ cười, vẻ mặt vừa tự nhiên vừa gian dối. Trước mấy ngày thu mua Cosmos, anh bất chợt nhận được điện thoại của công ty Âu awesome. Sâm. Vì vậy không còn dự tính đối với Cosmos nữa. Đã không còn nằm trong kế hoạch của mình, nhất thiết gì anh phải quan tâm. Ánh mắt đen lấy quan sát biểu tình trên mặt Lâm Dương, gương mặt kia có chút biến hóa. Khi tin đồn anh thu mua Âu awesome, Sâm, em đã biết ngay trong lòng anh đã không có chỗ dành cho Cosmos nữa rồi. Lâm Dương nói toẹt một câu, đánh thẳng vào tâm lý của lạc ngạo thực. Ha ha, em đúng là tiếp phụ nữ thông minh. Anh giơ ngón cái hướng về phía cô, sau đó nói. Vì vậy, anh cũng không cần điều tra người mua Cosmos là ai. Lạc Bình, Cosmos cũng chỉ là công ty con của từ thị. Lạc Tổng, xem ra bà ấy vẫn còn ý định đối phó với anh. Lâm Dương nặng nề đưa ra đáp án. Lạc ngạo thực vời như giật mình, cười khổ lắc đầu. Tiền có thể khiến cho con người ta thay đổi, cũng có thể xoay chuyển vận mệnh cả thế giới. Như vậy cũng tốt, chính nhờ bà ấy mà em mới được trở thành cổ đông của tập đoàn Lạc Thị. 15% cổ phần Dễ dàng như trở bàn tay Thiên thời địa lợi nhân hòa, không đúng sao? Lạc ngạo thực nhéo mũi của cô một cái, nửa đùa hỏi. Tất nhiên, mọi chuyện đều có hai mặt, tốt có xấu có. Lâm Dương dùng sức gật đầu, mọi cử động đều ra dáng mỹ nhân. Chợt anh dùng tay vuốt ve lòng bàn tay cô, nhẵn nhụi nói. Xem ra, cân lượng của anh ở trong lòng em không nhẹ. Dĩ nhiên rồi, còn quan trọng hơn thế nữa. Hai tay Lâm Dương dùng sức nâng bàn tay to của lạc ngạo thực, sau đó buộc bàn tay to sờ vào gò má của mình. Thật ra thì em phải nói lời cảm ơn với cô của anh chính nhờ bà ấy mà em mới có cơ hội được gần anh hơn. Lạc ngạo thực khẽ vuốt ve gương mặt Lâm Dương, đưa mắt nhìn, tràn đầy nồng nàn say đắm. Gần hơn, thì có thể làm thế nào đây? Chỉ cần thế này là đủ, ít nhất chúng ta cũng có thể ngồi chung một chỗ, uống rượu, nói chuyện phím. Thậm chí em còn tự hỏi, rốt cuộc trên người anh toát ra mùi hương của loại sữa tắm gì, đây là quá khứ mà em không thể nắm bắt được. Lâm Dương càng nói càng say mê. À, anh chợt thở dài. Em quyến luyến anh như vậy. Xem ra rất ghen tị với vợ anh. Ha ha. Mỗi người đàn bà đều có lòng đố kỵ khác nhau, nhất là đối với đàn ông ưu tú. Nếu nói em ghen tị, trước hết phải nói đến anh, trách anh quá xuất sắc. Trách anh quá xuất sắc. Lạc ngạo thực nhẹ nhàng nỉ non mấy chữ, ánh mắt không rời khỏi gương mặt kia vâng lâm dương dạng chân ngồi lên đùi của lạc ngạo thực đôi tay vòng chắc cổ anh nhỏ giọng thì thầm vâng trách anh quá xuất sắc khiến em dễ dàng điên cuồng vì anh quá xuất sắc khiến em rơi vào trạng thái mê ly thật sự rất yêu anh lạc ngạo thực im lặng mấy giây mới hỏi điên cuồng em vì anh có thể làm được nhiều điều điên cuồng gì là cô ta sao lạc ngạo thực nhanh chóng thu hồi suy nghĩ tỉnh táo sâu chuỗi lại những liên kết trước đây. Chuyện này, quả thật như anh đang dự đoán. Bởi vì ghen tị với Vũ Nghê, nên mới âm thầm hãm hại cô ấy. Hiện tại không có chứng cứ. Cũng không tìm được nhược điểm của cô ta. Nếu như anh quả quyết tìm kiếm sự thật, nhất định sẽ đem lại tổn thương cho Vũ Nghê. Ha ha! Lâm Dương bất chợt nở nụ cười duyên. Lạc Tổng, nếu như anh lấy em, công ty của em, cổ phần của em, kể cả tiền tiết kiệm ở trong ngân hàng Thụy Sĩ đều thuộc về anh, em cũng có thể sinh con chăm sóc cho anh. Em đang nói đùa sao? Không. Cô dùng sức ông anh, đau lòng quỷ mị nói. Em chưa bao giờ có ý đùa giỡn, chỉ cần anh lấy em, tất cả mọi thứ của em đều thuộc về anh. Bởi vì thứ mà phụ nữ muốn không phải là tiền bạc, mà là một người đàn ông mình yêu. Danh lợi, tiền tài, đều chỉ là vật ngoài thân. Nhưng em đã có chồng, còn anh, cũng đã có vợ. Đây không phải là vấn đề, chúng ta có thể ly hôn, sau đó tái hôn với nhau. Lâm Dương hạnh phúc nói, anh không cự tuyệt cô, cô vẫn nghĩ rằng mình có hy vọng. Chuyện này, tuyệt đối không được. Lạc ngạo thực đẩy Lâm Dương ra, trên mặt tỏ vẻ khó xử. Chuyện này quá to tác, trước không đề cập tới chuyện anh ly hôn hay không, anh cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác. Lâm Dương khóc nức nở. Nước mắt lạ chả rơi xuống. Nếu như anh không muốn làm người xấu, vậy thì chúng ta trở thành tình nhân. Tình nhân. Lạc Tổng, em bây giờ rất muốn hiến mình cho anh. Đàn ông không dễ kiềm chế, lạc ngạo thực, anh khác gì bọn họ. Trước đây bởi vì cô kiêu ngạo bỏ qua anh, lần này cô không thể sai nữa chúng ta đi mướn phòng, được không? Cô hôn anh, đôi môi run rẩy dính vào gương mặt anh. Chợt một thanh âm gần chỗ ngồi của bọn họ vang lên. Lâm Dương, đủ rồi, em mau rời khỏi người của Lạc Tổng cho anh. Lạc Ngạo Thực và Lâm Dương đồng thời hướng về chỗ phát ra âm thanh. Lâm Hiên. Anh hai, làm sao anh lại ở đây? Lâm Dương trở nên tức giận. Em còn hỏi vì sao anh lại ở đây? Em bây giờ đi theo anh, anh đưa em về nhà." Lâm Hiên giang tay qua kéo người Lâm Dương, dùng sức đem cô từ trên người lạc ngạo thực xuống. Cô bây giờ giống như một chú gà con, vô lực ngã ngồi trên mặt đất, còn kéo theo một chai rượu giả đổ xuống, chất lỏng màu đỏ vừa vặn đổ lên người cô, một cảnh nhấp nháp hỗn độn. Việc này khiến cho nhiều người chú ý, tất cả mọi người ào ào đứng lên, hướng về quang cảnh bên này. "Anh hai, anh là tên khốn anh điên rồi lâm dương đỡ cái bàn đứng lên vẫy vẫy tóc dài đối diện anh trai hô to lâm hiên đẩy đẩy cái kính trên sóng mũi của mình tức giận gầm nhẹ xem xem bộ dáng của em bây giờ chẳng khác nào một con dâm phụ em muốn để cho nhà họ lâm của chúng ta mất mặt có đúng hay không anh hai anh thật quá đáng lâm dương tức giận nói sau đó lao ra khỏi pub Lạc ngạo thực vẫn ngồi im trên ghế không hề nhúc nhích, rót rượu vào hai chiếc ly, sau đó đưa một ly tới cho Lâm Hiên. Lâm Hiên khẽ thở dài, ngồi xuống ghế salon, nhận ly rượu từ tay lạc ngạo thực, ngửa đầu uống cạn một hơi. Ừ, em có chuyện này muốn nói với anh, Lâm Hiên lau lau khóe miệng, nhìn về phía lạc ngạo thực. Anh khẽ nhướng mày, không chút ngại ngùng hỏi. Nói về Lâm Dương. Cô ấy là một cô gái tốt, tôi rất thích nó là người đã có chồng, đầu đáng giá để cho anh thích. Thân làm anh trai. Lại hạ thấp điều kiện và sức hấp dẫn của em gái. Ha ha, cậu khiêm tốn quá. Lâm Dương không phải là loại phụ nữ bình thường, những biểu hiện của cô ấy ở trên thương trường luôn luôn xuất sắc, hơn nữa khối tài sản riêng cũng khiến người ta thèm thùng. Lạc ngạo thực thay đổi dáng ngồi, ánh mắt dừng lại trên ly rượu đỏ trong tay. Lâm Hiên nhau mắt, đánh giá vẻ mặt của lạc ngạo thực không phải anh muốn nghe theo lời đề nghị của nó đấy chứ chẳng lẽ anh định ly hôn những lời này vừa rồi anh đã nghe thấy có gì không thể hiện giờ tôi vẫn chưa tìm ra lý do từ chối lạc ngạo thực gian hai tay hỏi anh đã có vợ có con vũ nghê rất yêu anh không phải anh cũng rất yêu cô ấy sao lâm hiên vội vàng chuyển sang nhân vật quan trọng muốn thuyết phục lạc ngạo thực vũ nghê anh nhẹ nhàng gọi tên vợ mình lâm hiên ngồi dịch về phía lạc ngạo thực nói anh còn do dự gì nữa vũ nghê là người tốt cô ấy yêu anh làm sao anh có thể không yêu cô ấy đúng em và vũ nghê quả thật đã từng hồ đồ nhưng tất cả những chuyện đó đều ngoài ý muốn cô ấy chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội anh đôi mắt của lạc ngạo thực khẽ nheo lại, một tia sắc bén đột nhiên dựng lại trên người Lâm Hiên. Hình như cậu rất lo lắng, rất quan tâm tới Vũ Nghê. Theo bản năng ánh mắt của Lâm Hiên liền thay đổi, nhìn xuống tay mình nói. Em. Tất nhiên em lo lắng cho cô ấy rồi. Vì em nên cô ấy mới khổ sở như vậy. Nếu không có em, hai người sẽ không phải xa nhau nhiều năm như vậy. Trước đây, vì chuyện này mà tôi rất hận cậu hận tới mức không thể giết chết cậu lạc ngạo thực nắm chặt chiếc ly trong tay căng răng nghiến lợi nói em biết là tư vũ đã cứu em nếu như không có tư vũ chắc chắn bây giờ em đã không còn ngồi đây lâm hiên khổ sở nói vì anh ta đang cúi đầu nên không nhìn thấy nét mặt của lạc ngạo thực hiện giờ ha ha lạc ngạo thực đột nhiên bật cười nhưng mà bây giờ tôi rất cảm ơn cậu vì cậu đã cho tôi lý do để nghe theo lời lâm dương không không phải là anh muốn ly hôn đấy chứ sắc mặt lâm hiên trở nên trắng bệch lạc ngạo thực để chân xuống duỗi hai tay đặt lên vai lâm hiên làm đàn ông tất nhiên phải lấy sự nghiệp làm đầu sự nghiệp mới là quan trọng những thứ khác đều chỉ là phụ lâm hiên tôi hiểu suy nghĩ của cậu thân là anh trai Chắc chắn cậu không muốn nhìn thấy em gái mình ly hôn. Nhưng tôi yêu cô ấy, cũng yêu tiền bạc, hơn nữa tôi khá là có tình cảm với cô ấy, dáng người chuẩn, gương mặt xinh, tôi nghĩ tôi và cô ấy sẽ có nhiều tiếng nói chung hơn. Cho nên, cậu đừng ngăn cản. Tại sao anh lại có thể như vậy? Lâm Hiên ra sức lắc đầu. Phiền cậu đừng trách mắng cô ấy. Đợi mấy ngày nữa giải quyết xong chuyện tôi sẽ giới thiệu cho cậu mấy cô gái xinh đẹp, cậu và Tư Vũ ly hôn lâu như vậy, cũng nên quen biết vài cô gái đi. Thành gia lập nghiệp mới đúng. Lạc ngạo thực đứng lên, giống như một người anh trai vỗ vai Lâm Hiên. Thôi, tôi phải đi đây, cậu ở chơi tiếp đi. Nói xong, anh lấy ví rút 10 tờ tiền màu đỏ, ném vào trong khay. Lo lắng đứng ngồi không yên, Lâm Hiên cầm ly rượu lên, uống ừng ực một hơi. Lạc Tổng, anh đang ở đâu? Em đang ở khách sạn XXX phòng 3707, anh có thể tới đây không? Lâm Dương khóc lóc trong điện thoại hỏi. Em bình tĩnh đi, anh sẽ không khiến cho em hối hận. Lạc Ngạo Thực ngồi trong chiếc xe màu trắng lái tới cổng chính biệt thự. Anh đã về tới nhà. Nguyên tắc sẽ không lái xe ra ngoài. Chẳng lẽ anh không tin em, không tin tình cảm của em? em nên biết rằng tuy xung quanh anh có rất nhiều phụ nữ nhưng anh chưa bao giờ đụng vào phụ nữ có chồng nếu em thật sự muốn ở cùng anh vậy trước mắt hãy giải quyết cuộc hôn nhân của mình đi dứt lời anh ngáp một cái thật lớn ừm buồn ngủ rồi được em sẽ lập tức ly hôn lạc ngạo thực vô cùng bối rối chớp chớp mắt nếu em ly hôn chắc chắn em sẽ mất nhiều tài sản em không muốn suy nghĩ lại sao? Tuyệt đối không được xúc động nhất thời. Không, em không xúc động nhất thời, những lời nói này đều là chân tình. Lâm Dương, em nghe cho kỹ, anh không muốn em ly hôn hoặc làm bất cứ điều gì vì anh. Chúng ta tốt nhất chỉ nên làm bạn, là đối tác trên thương trường. Anh dùng giọng nói nhẹ nhàng, thông thả nói với cô. Nhưng em muốn anh không muốn vì cuộc hôn nhân này lại trở thành gánh nặng giữa hai chúng ta em nói rồi tiền không quan trọng chỉ cần được ở bên cạnh người đàn ông em yêu anh rất bay bướm cho dù chúng ta ở chung anh cũng sẽ không chung tình với em những chuyện đó đều không quan trọng lạc tổng anh đừng khuyên em nếu như có một ngày anh không còn cần em nữa em cũng sẽ không trách anh nói xong lâm dương liền cúp điện thoại vừa ngắt điện thoại tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Trên màn hình hiện lên tấm ảnh chân dung, anh liền nở nụ cười bí hiểm. Alo, alo, địa chỉ của tôi là đường 20, biệt thự Úy Lam, vẫn chưa tìm thấy sao? Tôi đã tắm xong rồi. Lạc ngạo thực, anh đang nói chuyện điện thoại với ai đấy? Ai muốn đến nhà riêng của anh? Vũ Nghê kiềm chế, tức giận nói. Ôi, thì ra là bà xã đại nhân không có ai đâu em đừng suy nghĩ lung tung lạc ngạo thực lập tức trấn an anh lừa em nhất định anh dẫn người khác về nhà anh lại muốn làm chuyện có lỗi với em sao ai cũng không có cách nào ở một mình rất cô đơn đêm khuya quá dài bên cạnh lại không có ai nằm cùng điều này khiến anh ngủ không yên giấc lạc ngạo thực buồn bã than thở nếu như anh dám làm chuyện có lỗi với em 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 sẽ lập tức cắt đứt tiểu đệ của anh vũ nghê phẫn nộ nói ha ha vậy niềm hạnh phúc sau này của em thì sao có khi còn đau khổ hơn chết lạc ngạo thực cất giọng khẽ cười em có thể học theo anh tìm người khác vũ nghê trêu đùa đe dọa cô biết anh đang cật nhã mình nếu một người đàn ông thật sự muốn làm chuyện xấu làm sao để vợ mình biết một người đàn ông thông minh tuyệt đỉnh như anh ta, lại càng không thể. Phó Vũ Nghê, anh cho em biết. Nếu em dám làm như vậy, anh nhất định cắt đứt tiểu đệ của tên kia. Nếu em không muốn trong thế kỷ 21 này xuất hiện một đám thái giám, vậy em hãy an phận thủ thường cho anh. Lạc ngạo thực không chút trêu đùa, nghiêm khắc nói. Mặc dù khoảng cách địa lý giữa anh và cô là một nghìn tám vạn dặm nhưng khí thế bá đạo và áp lực vô hình của anh vẫn có thể xuyên qua điện thoại, khiến cô cảm nhận một cách sâu sắc. Cô khẽ rùng mình, cơ thể như rét rung lên. Có một cảm giác xúc động trở nên bật cười. Thái giám. Bây giờ đã là thế kỷ 21, là một xã hội pháp chế nha. Em không sợ, nếu anh dám cắt tiểu đệ của người ta, anh sẽ phạm tội, bằng không anh phải ngồi tù đó nha. Ngồi trên giường, Vũ nghe thẳng lưng ưỡn ngược, dáng vẻ không sợ câu đe dọa kia. Ngồi tu. Đúng vậy. Đây là thời đại pháp chế, mọi việc đều phải tuân thủ. Nghiêm chỉnh chấp hành theo pháp luật, phạm pháp sẽ chịu trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Trước mặt luật pháp mọi người đều ngang hàng, anh đừng hồng dọa em, em không sợ bị hù dọa đâu. Dứt lời, cô không kìm được sung sướng làm mặt quỷ với chiếc điện thoại. Ha ha, xem ra trong mắt em pháp luật vô cùng thần thánh anh trêu chọc tất nhiên bởi vì đối với bất kỳ ai pháp luật đều có một sự uy hiếp nào đó cho dù người thất học hoặc thiếu kiến thức về pháp luật đều có sự hiểu biết cơ bản nếu con người không bị giới hạn bởi luật pháp vậy xã hội này đã sớm không còn công bằng nói chuyện không nên tuyệt đối như vậy trên thế giới này không có điều gì là tuyệt đối trên thế giới này không có điều gì là tuyệt đối lạc ngạo thực điều này là tuyệt đối anh đã từng phạm pháp rồi sao pháp luật có thể trừng trị mọi tội ác những lời này tuyệt đối không sai trong ánh mắt cô ánh lên sự kiên định cho dù lúc này chỉ nghe thấy giọng nói không nhìn thấy con người của cô nhưng anh sao không tưởng tượng được vẻ mặt của cô hiện giờ không kìm được anh phản bác quan điểm của cô bà xã cho anh hỏi một câu, nếu trong lòng mỗi người đều bị giới hạn bởi sự trừng trị của pháp luật, vậy trong những thập niên trước đây tại sao khắp nơi trên thế giới, các loại tội phạm vẫn cứ ung ung xuất hiện? Em có thể giải thích cho anh được không, là tại sao? Lạc ngạo thực không nặng không nhẹ đặt câu hỏi khiến Vũ nghe cứng họng. Há miệng không biết nói gì. Ha ha. Anh bật cười. Vì những kẻ phạm pháp đó là người không có đầu óc, người tài có tố chất cao sẽ không phạm pháp. Rốt cuộc em lại nói đến tố chất. Nếu thực sự con người hiểu được pháp luật, đầu óc sẽ rất rõ ràng, vậy căn bản không cần đến pháp luật để giới hạn hành động. Chỉ cần dựa vào đạo đức cũng đã có thể giới hạn được hành động của con người. Lạc ngạo thực vui vẻ cười, lại một lần nữa bác bỏ ý kiến của cô. Một giây, hai giây, ba giây. Lần này Vũ Nghê thật sự á khẩu tất cả đều do xã hội bây giờ quá mức mục nát khiến cô hoàn toàn không thể tìm được ví dụ thực tế ha ha anh bật cười gần đây công việc rất bận rộn lâu rồi chưa tranh luận với miệng lưỡi sắc bén của cô mỗi lần đấu đi đấu lại với cô cảm giác đều rất vui vẻ không nói lại người ta vũ nghê bắt đầu dở trò chơi xấu em không biết đâu tại sao anh không nhường em một chút em đang là phụ nữ có thai cơ mà anh lúc nào cũng khiến em giận bị bà xã làm nũng lạc ngạo thực làm gì còn lý trí tranh luận chỉ có thể giống như kẻ ngốc vỗ về nhận lỗi với vợ cô nói cái gì đều đúng cho dù không đúng cũng thành đúng cho dù cô nói mặt trăng mọc ban ngày mặt trời mọc ban đêm anh cũng phụ họa nói theo đúng anh còn chụp được ảnh đó sẽ lấy cho em xem nói dối xong bản thân cũng không phân biệt được thật giả tất cả đều để giành được nụ cười của cô. Lâm Dương thực sự muốn ly hôn với chồng. Một gia đình hào môn xảy ra chuyện này, tất nhiên sẽ khiến mọi người chú ý. Nguyên nhân ly hôn rất nhanh bị giới truyền thông đạo bới, các tờ báo tạp chí rối rít đưa tin. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, ngay cả các ông các bà ngồi chơi mạc trượt ở đầu đường, cũng biết con gái gia đình hào môn họ Lâm muốn ly hôn chồng, nguyên nhân vì cô ta yêu một người đàn ông khác thân phận người đàn ông này vẫn còn nằm trong vòng bí mật nhưng có một số bài báo suy đoán là một người trợ lý kim tài xế nhiều năm của cô ta hay một người đại công tử hào môn người malaysia hoặc chính là tổng giám đốc tập đoàn lạc thị lạc ngạo thực lạc ngạo thực thấy trên internet đăng tin tức khó chịu nhíu mày tại sao không phải anh từng nói rằng đừng có lôi anh vào những chuyện này bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng anh hạ lưu đi phá hoại gia đình người khác anh nặng nề dựa vào thành ghế khó chịu nhìn người đối diện anh em sai rồi chuyện này đúng là do em giải quyết không tốt em đã cảnh cáo giới truyền thông nếu như bọn họ còn dám viết bài linh tinh em nhất định sẽ không bỏ qua cho họ lâm dương hèn mọn nói rất sợ lạc ngạo thực tức giận không để ý đến mình nhẹ nhàng đặt tay lên mặt bàn anh nói lời thấm thía lâm dương không phải tình cảm của vợ chồng em vẫn tốt lắm sao anh đã phái người đi điều tra tất nhiên có một số chuyện nếu như cô ta cố tình che giấu liệu ai có thể điều tra ra vấn đề này anh cần tự mình truy rõ lâm dương ngẩng đầu nghiêm mặt nói việc đã đến nước này em không còn đường lui ngạo thực anh không cần phải áp lực đây là chuyện của em không liên quan đến anh đến lúc đó em không hối hận là được rồi lạc ngạo thực khẽ nheo mắt đã nói hết những gì cần nói cho dù cô ta vô tội thì chuyện ly hôn này cũng đừng trách anh lâm dương nhũng người ra đi tới sau lưng lạc ngạo thực vòng tay ông anh từ phía sau không phải em từng nói với anh rồi sao chỉ cần anh cho em một cơ hội anh không muốn ly hôn cũng không sao em có thể kiên nhẫn để chứng minh tình yêu của mình so với phó vũ nghê em quyến rũ hơn nhiều. Ôi, Vũ Nghê, không ngờ chồng của chị lại lên trang bìa tạp chí. Nữ triệu phú ly hôn chồng vì anh ta. Một nữ phóng viên nửa trêu ghẹo nửa chăm chọc, cầm tờ báo cật nhã nói. Vũ Nghê nghiêng đầu, không hiểu cô ta đang nói gì. Ngữ sướng, em không định chuyển hướng sang mấy tòa soạn báo lá cải kia đấy chứ. Vẻ mặt cô ta lập tức trắng bệch, xấu hổ nói ai mà muốn chuyển hướng sang mấy tờ báo lá cải đó chứ. Vậy em quan tâm đến mấy tin tức nhảm nhí đó làm gì? Chúng ta là những phóng viên chuyên nghiệp, đừng đem mấy tin nhảm nhí đó biến thành tin tức, làm như vậy không chỉ biến mình thành thiếu chuyên nghiệp, còn hạ thấp trình độ và đẳng cấp. Khiến rất nhiều người khác cùng phòng làm việc đều bị em làm liên lụy. Trời ạ, à, hiện giờ trong lòng cô không thoải mái, không còn hơi sức vòng vo với cô ta liền đem tất cả những suy nghĩ trong lòng nói thẳng ra ha ha thật buồn cười là chồng chị lén lút đính hôn với tình nhân bên ngoài tại sao lại nổi giận với tôi nhầm rồi không phải là chồng tôi lén lút đính hôn với tình nhân bên ngoài mà là chồng tôi quá xuất sắc có quá nhiều người phụ nữ yêu thích cũng không còn cách nào khác tóm lại trong chuyện này không thể trách anh ấy vũ nghe thẳng thắn bác bỏ lúc này điều cô không thích chính là nghe người khác nói xấu chồng mình nhất là trong tình huống này cô càng không thể để người khác chửi bới anh ta người phụ nữ kia không nói lại cô chỉ có thể xoa mũi đi ra khỏi văn phòng vũ nghe nghiêm mặt rót một cốc nước ấm cho mình ngồi xuống chiếc ghế khác bên cạnh bàn trà quang tỉnh đi tới vừa hay nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện không kìm được cười cười với vũ nghe bây giờ cậu tin tưởng jerry như vậy Ái cha, người khác vừa nói xấu chồng mình có một câu, cậu đã không tiếc trở mặt với người ta. Bây giờ tớ không còn tinh thần để chơi chữ với cô ta. Hơn nữa, tớ tin Lạc Ngạo thực, ít nhất cũng tin rằng anh ấy sẽ không bao giờ có quan hệ với người phụ nữ kia. Cô tức giận uống cạn ly nước, hừ, cả đám chó săn kia. Không biết cuộc sống của cô đang rất hạnh phúc hay sao mà còn chạy đi viết bậy như vậy. Đúng. Đúng chỉ cần cậu tin tưởng jerry cho dù báo chí có viết thế nào cũng được mặc kệ người khác nghĩ gì quan tỉnh vỗ vỗ vai vũ nghê nhếch miệng cười nói vừa rồi lạc ngạo thực đã giao nhiệm vụ cho cô nhất định phải chăm sóc tốt cho vũ nghê cũng khó trách tại sao lạc ngạo thực không giao chuyện này cho cảnh sát điều tra hiện giờ hiệu suất xử lý công việc của cảnh sát cực kỳ kém một vụ án đến mấy năm không tìm được manh mối một khi tìm được manh mối sẽ lập tức bất dây động rừng. Hiện giờ địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, việc quan trọng nhất là phải tìm được bằng chứng xác thực. Nếu không, sau này Vũ Nghê sẽ càng nguy hiểm hơn, kẻ địch lại không kiên dè. Lâm Dương thu thập các bằng chứng chứng minh chồng mình treo hoa gẹo nguyệt bên ngoài, bắt đầu thương lượng cùng anh ta. Chu mặt Chồng Lâm Dương nhìn lướt qua những bức ảnh trên bàn trà, bật cười chăm chọc những bằng chứng này có thể nói lên cái gì chỉ chứng minh được tôi chụp ảnh cùng một số người phụ nữ khác ngoài ra không thể chứng minh được điều gì những bức ảnh này chứng minh được anh không chung thủy với tôi tôi hoàn toàn có thể dựa vào chúng để khiến tòa án đưa ra quyết định hơn nữa anh cũng không được phân chia tài sản lâm dương nhướng mày đắc ý khiến người ta cảm giác trong chuyện thương lượng này cô không thua kém bất cứ một người đàn ông nào thật ra cuộc hôn nhân này của cô sớm muộn gì cũng sẽ có ngày kết thúc chỉ là cô không muốn bị phân chia tài sản với anh ta nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi lạc ngạo thực thích cô cô đã có cơ hội làm người phụ nữ của lạc ngạo thực cho dù không phải là vai trò của người vợ chỉ là một tình nhân ha ha cô nói tôi có nhân tình vậy còn cô cô thì không có sao chu mặc không phục nói vậy anh có thể đưa ra chứng cớ thuyết phục đối với chuyện này cô vô cùng chắc chắn đúng là cô từng có nhiều người đàn ông khác nhưng từ trước tới giờ cô vô cùng cẩn thận tình nhân của cô đều ở đại lục pháp hàn quốc nhưng tuyệt đối không ở trong nước chu mặt tức giận trừng mắt nhìn cô bàn tay siết chặt thành nắm đấm tóm lại nếu cô muốn tôi ly hôn thì phải chia một nửa tài sản cho tôi nếu không tôi sẽ không đồng ý lâm dương châm một điếu thuốc lá dành cho nữ sau đó hút vài hơi tao nhã phả ra khói thuốc trong không khí đột nhiên xuất hiện một làn mây mù chu mặt anh nghe kỹ cho tôi không phải là tôi không cho anh tiền một trăm ngàn nếu anh ly hôn tôi lập tức viết chi phiếu cho anh nếu như anh không đồng ý chúng ta sẽ cùng ra tòa đến khi đó để tòa phán xét nói không chừng một trăm ngàn anh cũng không có cô đừng tưởng tôi là thằng ngốc tiền trong nhà đâu chỉ có một trăm ngàn một triệu nếu không tôi không đồng ý ly hôn chu mặt như sư tử miệng rộng nói anh điên rồi đó là tiền của công ty không phải tiền của tôi được nếu đã như vậy chúng ta gặp nhau trên tòa dứt lời cô vứt điếu thuốc lá xuống đất nhấc chân rời đi đợi đã một triệu cũng không có gì nhiều cô không muốn sống cùng người trong lòng của cô sao? Chỉ cần em cho tôi tiền, đủ tiền, tôi lập tức ra đi. Chu mặt kéo cánh tay Lâm Dương, cọ kè mặt cả. Không bao giờ. Anh ta đã chịu thua, cô càng phải kiên trì. Nếu bây giờ cô rời đi, anh ta nhất định sẽ tới tìm cô. Cô hiểu rất rõ người chồng này, thực ra cô nghĩ sẽ cho anh ta 300 ngàn. Nhưng nếu vừa mở miệng đã cho anh ta nhiều như vậy, chắc chắn anh ta sẽ muốn nhiều hơn. Lâm Dương bỏ mặt anh ra cò kè bên cạnh, đi thẳng ra cửa. Thứ đàn bà đê tiện, cô đi chết đi. Chu mặt cầm bình hoa cổ, ném mạnh về phía trước. Một tiếng kêu thanh thúy vang lên, những mảnh sứ màu trắng bắn tung tóe trên mặt đất. Khốn kiếp, tôi cưới cô từ năm 23 tuổi, cuối cùng lại bị cô vứt bỏ giống như vứt rác. Đừng mơ tưởng. Dơ chân lên, dùng hết sức đá mạnh vào ghế sofa. Reng, reng. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cú đá kia khiến anh đau đến nhe răng trợn mắt nhận điện thoại. Alo, tìm con đàn bà dâm phụ chết tiệt kia sao, vậy thì điện vào di động của cô ta ấy. Tôi tìm anh, chu mặt. Tìm tôi. Không biết nghe được điều gì, sự tức giận của anh ta từ từ được thay bằng một nụ cười đẻo, hai mắt sáng lên. Lạc ngạo thực cầm gạt tàn chỗ Lâm Dương vừa ngồi, đặt trước mắt từ từ xoay tròn, trong lòng cảm thấy nghi ngờ. Quan sát lâu như vậy, anh phát hiện Lâm Dương thích hút ba loại thuốc lá. Ba loại này được hút xen kẽ, vô cùng có quy luật. Nhưng ba loại này đều tìm thấy được đầu thuốc trong gara của anh. Cốc cốc cốc. Sau ba tiếng gõ cửa, Lưu Lập đẩy cửa vào, sải bước đến bên cạnh Lạc Ngạo Thực, ghé sát tai anh nhỏ giọng thì thầm. Lạc ngạo thực nghe xong, hai mắt càng lúc càng mê muội, nhưng trong sự mê muội đó lại vô cùng tỉnh táo. Gạt tàn thuốc trong tay rơi xuống sàn nhà. Người phụ nữ kia thật đáng ghét, tại sao lại cuốn lấy anh? Em thật sự muốn bay về cạnh anh, để nhìn rõ mặt mũi cô ta. Vũ nghe tức giận nói, thứ yêu thích của mình bị dòm ngó, lớn miệng tranh giành, ai có thể không tức giận. Ngoan, không được trở về, bây giờ em ngồi xe lửa anh rất lo máy bay lại không thể đi em cứ yên tâm ở lại bên đó lạc ngạo thực vội vàng phản đối bây giờ cô trở lại không chừng sẽ gặp nguy hiểm vậy em không ở bên cạnh anh họ đều cho rằng có chuyện gì xảy ra thì sao cô cần phải cho mọi người biết quyền sở hữu của bản thân đó mới quan trọng ha ha bà xã yên tâm hãy đem toàn bộ tinh thần và sức lực để chăm sóc con gái trong bụng được không vũ nghê vuốt ve chiếc bụng còn bằng phẳng của mình hạnh phúc nói làm sao anh biết là con gái nếu là con trai thì sao anh cảm nhận được chắc chắn đó là con gái chỉ một đứa con là đủ sẽ là một nàng công chúa xinh đẹp như em anh giống như nhìn thấy hình ảnh con gái mình nụ cười trên mặt kéo tới mang tai chỉ có thể dùng từ rực rỡ để hình dung. Giống em. Em xinh đẹp sao? Tất nhiên, nếu không tại sao anh lại bị em mê hoặc? Những lời này giống như những giọt mật ong. Ngọt ngào vô cùng. Vũ Nghê không ngừng cười duyên, như một thiếu nữ 16 tuổi đối diện với lời khen của người khác phái. Anh gạt ai chứ, nhưng mà, em cảm giác đứa trẻ này sẽ là con trai. Không, không, cảm giác của em không đúng chuyện này anh rõ nhất lạc nào thực vội vàng bác bỏ lời cô kiên trì quan điểm của mình hứ đứa trẻ là ở trong bụng em tất nhiên em sẽ cảm nhận rõ ràng hơn nhưng em đừng quên ai là người gieo hạt so với em đương nhiên anh hiểu rõ nhất anh lại bác bỏ quan điểm của cô lời nói kiên định tràn đầy sức mạnh anh biết mới lạ vũ nghe nhỏ giọng nói dù thế nào em cũng nghĩ đây nhất định là con trai mỗi lần tưởng tượng về hình dáng đứa trẻ trong đầu cô đều hiện lên bé trai mập mạp cho tới bây giờ cô chưa bao giờ nghĩ là con gái được rồi được rồi cho dù là trai hay gái thì em cũng phải chăm sóc thật tốt cho anh đây chính là nhiệm vụ của em biết không biết rồi biết rồi cục cưng ở trong bụng em anh yên tâm đi Vũ nghe nói những lời bảo đảm với người ở đầu dây bên kia. Cúp điện thoại với gương mặt hạnh phúc, cô đi vào trong phòng, liền bắt gặp Diêu Hân và Ngữ Sướng đang trò chuyện, một sướng một phụ họa nói. Ôi, cô đã đọc thông tin về chủ nhiệm chương trình tin quốc tế chưa? Thoạt nhìn cố gia thật sự là một người đàn ông tốt. Hơn nữa anh ta và vợ còn được mọi người công nhận là cặp vợ chồng kiểu mẫu. Nhưng tại sao anh ta có thể thích một cô gái như vậy nhỉ? Cũng chỉ vì cô ta mà ly hôn với vợ, phải biết rằng vợ anh ta nổi tiếng xinh đẹp hiền lành. Diêu Hân kinh ngạc nói, dáng vẻ không tài nào hiểu. À, chuyện chủ nhiệm chương trình tin tức quốc tế ngoại tình sao? Chính là người trước sau như một, khiêm tốn, cẩn thận, lại là một người chủ nhiệm tài năng. Vũ Nghê vừa thầm giật mình, vừa đi về phía lối ra đúng như lời diêu Hân nói người chủ nhiệm kia khiến cho nhiều người không thể tin nổi không ngờ anh ta lại làm ra chuyện này ngữ sướng liếc mắt nhìn thấy vũ nghê nói đông nói tây loại chuyện này không thể nhìn người mà biết lòng được cũng như nước biển không thể đo lường càng là những người tài năng thì càng dễ dàng gây ra chuyện hơn trước đó cũng đã có một số bài báo đăng tải có điều mọi người không tin ngay cả vợ anh ta cũng vậy không có lửa làm sao có khói, ôi, sau này tôi phải chọn bạn trai thật cẩn thận. Diêu Hân nói, những chuyện thế này, người phụ nữ phải giám sát chồng chặt chẽ. Khi được người khác nhắc nhở phải biết ơn, đừng coi người ta thành người châm ngòi ly gián. Đợi đến khi người chồng ngã bài, người vợ mới tin đó là sự thật. Giống như vợ của chủ nhiệm vậy, ha ha. Vũ Nghê trở lại chỗ ngồi, trong đầu vẫn đang suy nghĩ đến chuyện ngoại tình của vị chủ nhiệm chương trình tin tức quốc tế. Vậy, hiện giờ vợ của anh ta nhất định rất đáng thương. Đúng lúc này, điện thoại Vũ Nghê bỗng nhiên vang lên. Giờ này ai còn gọi điện thoại? Là một số điện thoại lạ hoắc. Xin chào, xin hỏi là ai? Cô khách sáo hỏi. Cô là phó Vũ Nghê phải không? Vâng. Vũ Nghê nhíu mày giọng nói này rất trẻ, có chút ngông cuồng khiến cho người ta không thể thoải mái. Tôi là chồng của Lâm Dương, chắc cô phó không biết Lâm Dương là ai. Phúc chốc Vũ Nghe liền trở nên căng thẳng, chồng của Lâm Dương tại sao lại gọi điện thoại cho cô? Tôi nghĩ chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau. Thật xin lỗi. Ha ha. Anh ta cất giọng cười rất khó nghe, trong tiếng cười vang lên giọng nói thô tục chồng cô và vợ tôi ngoại tình với nhau im ngay tôi không muốn nghe chuyện này tôi không tin bàn tay đặt trên bàn siết chặt thành nắm đấm cô cho rằng tôi đang lừa cô hay là cô đang tự lừa chính bản thân mình nói cho cô biết đây là sự thật tôi gọi điện thoại cho cô hoàn toàn không có ý gì khác chỉ là tôi không muốn ly hôn xin cô hãy quản chồng mình thật tốt vũ nghe tức giận đến toàn thân run rẩy nhưng xung quanh đều là đồng nghiệp. Cô không thể hét lên như vậy. Sau khi chu mặt nói với cô mấy câu, liền cúp điện thoại. Một cảm giác sợ hãi chưa từng có dâng lên trong lòng Vũ Nghê, nếu như nói trước đây cô không tin, vậy hiện giờ cô đã trở nên nghi ngờ. Đột nhiên, cô từ trên ghế đứng lên, đi ra khỏi phòng làm việc. Không được, cô nhất định phải hỏi rõ ràng, nhất định phải tìm người phụ nữ có tên Lâm Dương. Lâm Hiên, anh hãy thành thật nói với tôi, em gái của anh và Lạc Ngạo Thực. Là thật sao? Có một số từ, dù có đánh chết cô, cô cũng không thể nói ra miệng. Lâm Hiên im lặng. Anh nói đi. Nói cho tôi biết. Ừm. Anh đau đớn nói ra những lời này. Vũ Nghê, thực ra sự việc không tệ đến vậy, có lẽ bọn họ chỉ là nhất thời mê muội. Tôi muốn đi tìm Lâm Dương, tôi muốn hỏi cô ta tại sao cô ta phải cướp hạnh phúc của tôi vũ nghê rất tỉnh táo điều cô mong muốn duy nhất chính là bảo vệ cuộc hôn nhân của mình người đàn ông của mình vũ nghê lạc ngạo thực sẽ không tự nhiên tiếp cận em gái tôi tại sao cô còn ngu muội như vậy anh ấy đã ngửa bài với cô tức anh ấy đã không còn yêu cô lâm hiên tiếp tục khuyên nhủ tôi cảm thấy những chuyện thế này tốt nhất là nên dùng tỉnh chế động. Chuyện này anh không cần phải quan tâm, Lâm Hiên, anh không được xen vào chuyện này, anh hiểu không? Tôi không muốn để người khác biết tôi trở về. Đi trên mặt tuyết, chắp mũi vũ nghe đỏ bừng. Vừa dứt lời cô liền cúp điện thoại. Cô đã lấy lý do sức khỏe không tốt để xin nghỉ phép, sau đó giao hai đứa trẻ cho bà Vương, nói mình phải đi tỉnh khác công tác, mấy ngày tới mới trở về cô ngồi xe lửa lén trở về phải ba mặt một lời với lâm dương cô không muốn bản thân trở nên ngốc nghếch là người cuối cùng biết được sự thật không thể để lạc ngạo thực biết nếu anh ta biết cô trở về anh ta nhất định sẽ giam cô ở trong nhà khiến cô không thể làm bất cứ việc gì bất kể lạc ngạo thực có thực sự bị lâm dương quyến rũ hay không cô vẫn muốn đối diện với người phụ nữ kia một lần về nhà ăn cơm anh hai em không về được tối nay còn phải gặp một khách hàng anh về trước đi lâm dương nói thẳng với anh trai ra lệnh tiễn khách gặp khách hàng anh nghĩ em muốn gặp lạc ngạo thực thì có lâm hiên nhìn em gái chỉ hận rèn sắt không thành thết ẩn ý sâu xa nói lâm dương chẳng lẽ em muốn để ba mẹ cứ phải lo lắng cho mình vì em mà phải mất mặt không thể ngẩng mặt nhìn họ hàng bạn bè anh nói thẳng cho em biết hôm nay là ba mẹ bảo anh tới đón em về, hai người muốn nói chuyện với em. Không được, em thật sự không có thời gian. Lâm Dương không còn bình tĩnh, hai tay không ngừng khu khoáng trong không khí. Anh, em không chỉ trưởng thành, mà còn đã ba mươi mấy tuổi đầu, em biết mình đang làm gì, anh không cần phải lo lắng cho em. Ha ha. Lâm Hiên bật cười chăm chọc, sau đó cất giọng cực kỳ khinh thường em cho rằng lạc ngạo thực thật sự thích em sao? Bàn về dáng người, về mức độ xinh đẹp, em không bằng phó vũ nghe. Hơn nữa em cũng biết mình không còn là cô bé mười mấy tuổi. Trên đường những cô gái trẻ đẹp chỗ nào cũng có, em cho rằng lạc ngạo thực thích em vì cái gì? Bị anh trai chăm chọc, Lâm Dương tức giận. Em có thể nói cho anh biết, hiện giờ tình cảm của chúng em rất tốt đẹp, tối hôm qua chúng em còn ở cùng nhau, hơn nữa khi ở cùng nhau, anh ấy còn nói anh ấy yêu em dù ở bất kể phương diện nào em đừng có nói dối với anh lâm hiên không tin nhăn mặt nói người lạc ngạo thực yêu là phó vũ nghê đúng vậy anh ấy nói quả thực trước đây chỉ yêu vợ mình nhưng bây giờ cũng rất yêu em anh ấy thích cảm giác trái ôm phải ấp như bây giờ phó vũ nghê có thể sinh con cho anh ấy chăm sóc nhà cửa còn em có thể giúp đỡ anh ấy trong sự nghiệp, nói đi nói lại, em vẫn thắng Phó Vũ Ngê một bậc. Vì thể diện của bản thân, Lâm Dương tùy tiện nói bậy. Hừ, cô ghét nhất là anh trai luôn cố ý chê bai cô, từ nhỏ đã như vậy, nào là dáng vẻ cô khó coi, mặc váy không hợp. Tại sao anh trai cô không thể giống như những người anh trai khác, chân thành khích lệ em gái? Không muốn nghe bất kỳ lời nào của anh điều cô muốn lúc này chính là chọc anh tức chết lâm hiên nhíu mày khóe miệng khẽ nhếch lên được vậy hy vọng em sẽ đạt được ước nguyện thay thế phó vũ nghê trở thành bà lạc em nhất định làm được cô thề một ngày nào đó sẽ khiến anh trai mình phải sáng mắt lên không nói lại cô khuyên nhủ cũng không thành lâm hiên xoay người đi ra khỏi phòng làm việc của em gái anh đi rất nhanh mang theo tức giận rời khỏi đó đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh trai lâm dương hừ một tiếng cho dù người nhà có coi thường cô cô vẫn có cách khiến phó vũ nghê biến mất hoàn toàn thật ra hôm nay cô và lạc ngạo thực không có gặp nhau cho nên buổi tối đương nhiên không có cuộc hẹn nào nhưng không sao bây giờ cô hẹn vẫn không muộn anh đã có hẹn dùng cơm rồi thật xin lỗi tối nay anh hẹn với mấy người bạn lạc ngạo thực vùi đầu vào tài liệu lúc nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên vậy em đến chỗ mọi người cho em làm quen với mấy người bạn của anh có được không cô đi vòng quanh bên cạnh anh đẩy đẩy vai anh cầu khẩn tất nhiên là không được đây là cuộc tụ họp của những bạn bè thân thiết em nghĩ mình lấy thân phận gì để tham gia anh nói thẳng hoàn toàn không sợ cô ta mất thể diện à không phải nói là không sợ tổn thương cô ta lâm dương khoác hai tay lên vai anh cong môi nói được rồi nhưng anh nhất định phải đồng ý với em đợi sau khi em ly hôn nhất định phải dẫn em tới giới thiệu với bạn bè của mình khi một người đàn ông dẫn một người phụ nữ tới giới thiệu với bạn bè anh ta mới có thể nói rằng anh ta nghiêm túc coi trọng người phụ nữ đó đến lúc đó hãy nói lạc ngạo thực trả lời qua quyết cuối cùng Vũ Nghê cũng lén lút về tới thành phố, chỉ là cô không trở về biệt thự úy Lam. Tìm hiểu hỏi hang một hồi, đi thẳng tới khu nhà trọ cao cấp của Lâm Dương. Cô nhấn chuông cửa dưới lầu. Nói rõ họ tên, sau khi nói xong, cánh cửa của khu nhà mở ra. Trái ngược với mọi người, cô mặc một bộ đồ khá dày, vừa đi vào khu nhà trọ, liền khiến người bảo vệ và một số hàng xóm giỏi mắt nhìn theo. Tin cửa thang máy mở ra cùng với tiếng chuông báo. Cô vừa bước ra khỏi cửa thang máy, liền nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trước một căn phòng. Tóc của cô ta được khăn bông màu trắng cuốn quanh, trên người cũng mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng, cô ta vừa tắm xong. Quả nhiên, cô ta là người phụ nữ quyến rũ, bên trong vẻ lười nhác tràn đầy sự tự tin, sự tự tin này khiến cho đôi mắt cô ta sáng ngời. Trong lúc Vũ Nghê đánh giá Lâm Dương, Lâm Dương cũng đồng thời âm thầm quan sát cô. Mặc dù trên người cô mặc bộ đồ rất dày, nhưng vẫn không thể che giấu được dáng người quyến rũ của cô. Khí chất của cô trong trẻo lạnh lùng, nhưng trong sự lạnh lùng lại ẩn chứa nhiệt tình. Không ngừng hướng về phía trước, cô là một người không dễ dàng chịu thua người khác. Chủ nhân căn phòng nghiêng người sang, lễ phép mỉm cười. Cô phó, mời vào. Muộn thế này, cậu còn tới đây làm gì? lạc ngạo thực từ trên cầu thang đi xuống đứng đối diện với người ở trong đại sảnh anh vừa mới tắm xong đầu tóc ướt nhẹp không kềm chế được vuốt vuốt mái tóc còn ướt chiếc áo choàng tắm màu lam to lớn ông lấy vóc người cao to của anh đồng thời khiến anh toát lên vẻ đẹp cuồng giả cả người phát ra khí thế cường hãn bất luận kẻ nào cũng chỉ có phần ngưỡng mộ lâm hiên di chuyển tầm mắt nhìn về nơi khác nhắc nhở ngạo thực sức khỏe anh vốn chưa ổn định tốt nhất không nên chạm nhiều vào nước không chạm vào nước như vậy còn khó chịu hơn sau khi nói xong anh đút tay vào trong túi áo ngủ ngồi lên ghế salon ánh mắt thâm thúy dừng lại trên người lâm hiên có ý thăm dò hôm nay em đến để kiểm tra sức khỏe cho anh trong nháy mắt lâm hiên đột nhiên đứng lên đi về phía người ngồi trên ghế trở về phòng đi để em kiểm tra tôi cảm thấy mình rất khỏe không đến nỗi cần phải kiểm tra xem ra uổng công để cậu tới đây lạc ngạo thực nâng lên khóe miệng trêu ghẹo nói tại sao lại không kiểm tra ngạo thực anh phải chú ý tới sức khỏe của mình còn nữa em có vài chuyện muốn nói với anh lâm hiên đẩy đẩy cái kính trên mũi nói chuyện rất nhanh có phần kích động kích động đến khuôn mặt đỏ rần là gì Lạc Ngạo thực khẽ nhíu đuôi mày, nhàn nhạt nhắc nhở thái độ của hắn. Lâm Hiên hít sâu một hơi, cuối cùng nhỏ giọng, "Coi như anh nể tình em, đừng giao du với em gái của em nữa, có được không?" Ha ha, nhìn cậu kích động thế kia, có phải cậu định dùng quyền với tôi? Người ngồi ở ghế salon dương mắt nhìn lên, chế nhạo cười nói, "Bị người khác nhìn ra được tâm tư trong lòng, gương mặt của hắn càng đỏ hơn." thậm chí trên trán lắm tấm mồ hôi em em không có lau mồ hôi đi cậu nóng lắm sao lạc ngạo thực tiếp tục chú ý điệu bộ của hắn không không có ánh mắt hắn di chuyển tầm nhìn tựa hồ đang nhìn dưới sàn hay là cậu đang khẩn trương không có không phải lạc ngạo thực cẩn thận theo dõi hắn ánh mắt sâu lắng tràn đầy nghiên cứu Vậy là thế nào? Tại sao tay cậu dường như phát run? Không có, nếu như thân thể của anh không có biểu hiện gì, vậy em xin phép về trước đây, hôm nào anh đến bệnh viện một chuyến, em sẽ kiểm tra tổng quát cho anh. Lúc nói chuyện, đồng thời móc chìa khóa xe trong túi quần ra. Cạch. Một hộp thuốc màu trắng chợt rớt ra bên ngoài. Lạc ngạo thực nhanh mắt nhìn theo. Nghi ngờ hỏi. Lâm Hiên, cậu cũng hút thuốc sao? Nhìn thấy ánh mắt thăm hỏi đầy ý tò mò của lạc ngạo thực, hắn mới ngồi sổng người xuống nhặt lên. À, gần đây công việc bận rộn, thỉnh thoảng em cũng giải khoay bằng thứ này. Từ trên ghế salon đứng lên, anh chợt chìa tay ra hỏi. Nhãn hiệu gì thế? Tôi hình như chưa từng thấy qua. À, giá cả rẻ thôi à, mùi vị cũng soàn xỉn, chẳng qua giải tỏa bớt căng thẳng. Vậy sao? nhưng tôi lại cảm thấy bao thuốc lá kia trông rất tinh tế không giống loại rẻ tiền chút nào cho tôi hút thử được không ngạo thực loại thuốc này quả thật không hợp với anh thôi anh nghỉ ngơi sớm đi em về đây nói xong lâm hiên gật đầu một cái xoay người đi về phía cửa chính lạc ngạo thực cũng gật đầu đáp lại đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn mười giờ khuya toàn thân Vũ Nghê phát trung đi ra khỏi khu nhà Lâm Dương. Khốn kiếp, mình gặp qua không biết là bao nhiêu phụ nữ rồi, nhưng không ngờ lại còn có dạng phụ nữ không biết xấu hổ như cô ta. Nếu như cô ta thật sự cần tiền và địa vị của lạc ngạo thực thì cũng không có chuyện gì khó hiểu, đằng này cô ta không cần những thứ đó, không cần danh phận, thậm chí cũng không cần lạc ngạo thực yêu, chỉ cần có thể để cho cô ta ở bên cạnh lạc ngạo thực là cô ta cam lòng được rồi loại phụ nữ này còn dám bỏ cả hôn nhân của mình chỉ vì muốn thỏa mãn nhu cầu cá nhân trong đầu suy nghĩ mông lung khiến vũ nghe đụng mạnh vào cánh cửa phía trước a à, xin lỗi bởi vì sự lỗ mãn của mình cô vội vàng nói lời xin lỗi đối phương trời bây giờ rất tối cô cũng không nhìn rõ mặt chỉ biết người bị mình đụng phải là một cô gái không sao cô gái hạ thấp giọng nói sau đó đi vào cửa chính khu nhà. Vũ Nghê giơ tay lên gãi gãi đỉnh đầu, giọng nói này thật kỳ lạ, khiến cho người nghe nổi hết da gà. Cô đi bộ trong đêm, không biết phải đi nơi nào. Trở về biệt thự úy Lâm sao? À, không, dĩ nhiên không được, mình làm sao có thể trở về đó? Tự hỏi tự đáp cô cũng không chú ý tới sau lưng mình đang có một bóng người theo dõi. Hơn nữa khoảng cách này ngày một càng gần, bóng đen từ sau lưng chợt lấy tay che miệng vũ nghe, một tay bế thóc cô lên. Tiếng kêu gào thất thanh trong đêm tối căn bản không có người nghe thấy. Lâm phó tổng còn chưa tới sao? Thanh âm có chút không vui hỏi người trợ lý. Đã gọi điện thoại, nhưng không có ai nghe máy. Lạc ngạo thực theo bản năng nhướng mày nhìn đống văn kiện ở trên mặt bàn, sau đó lướt sang các vị cổ đông. Thôi, không cần phải chờ lâm phó tổng nữa, chúng ta bắt đầu hội nghị việc phát triển thêm ngành du lịch bên âu mỹ mọi người có còn ý tưởng nào tốt hơn không rất nhanh sau đó mọi người liền đề cập đến vấn đề công việc thân là tổng giám đốc lạc ngạo thực nghiêm túc lắng nghe các vị cổ đông góp ý hội nghị đang đến cao trào chuẩn bị kết thúc thư ký chợt gõ cửa đi vào vẻ mặt hốt hoảng cùng trợ lý lưu nói chuyện gì đó sắc mặt của trợ lý lưu nháy mắt cũng trở nên căng thẳng, ngạc nhiên không dám tin, đi thẳng về phía trên dùng thanh âm nhỏ nhất nói: Tổng giám đốc, bên ngoài có một vài viên cảnh sát tới đây yêu cầu ngài hiệp trợ điều tra. Lạc Ngạo thực bèn ngẩng đầu lên, cau mày hỏi thăm trợ lý. Trợ lý lưu khẽ cục mắt, nói ra một tin tức khiếp sợ: Lâm phó tổng tối hôm qua chết ở trong nhà, nghe nói bị người ta giết lạc ngạo thực kinh ngạc mở to hai mắt nhưng chỉ là trong nháy mắt anh nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng bình tĩnh đem hội nghị giao cho tổng kinh lý chủ trì sau đó đứng dậy đi ra phòng họp trợ lý lưu theo sát phía sau lạc ngạo thực mới vừa xuất hiện ba gã cảnh sát liền tiến lên nghênh đón xin chào chúng tôi là cảnh sát trung quốc anh liếc nhìn bọn họ lướt qua đi tới phía trước trợ lý lưu kịp thời theo chân chặn cảnh sát lại lạnh mặt nói các người muốn biết cái gì có thể hỏi luật sư riêng của lạc tiên sinh tin tức nữ doanh nhân lâm dương bị giết chết ở trong nhà riêng đang là tin chấn động nhất trung quốc thậm chí còn lan tỏa tới các nước châu á lân cận không chỉ vì cô ta có tiền mà cô ta còn bị giết rất thảm không rõ nguyên nhân người này hận thù cô ta sâu đậm thế nào nơi cổ bị cắt đứt một nửa gần vị trí xương cột sống động tác vô cùng chính xác nếu không đầu sẽ lìa khỏi thân cả khuôn mặt đều bị vẽ vời tràn lan không khác gì một mạng nhện những cánh nhà báo lúc tiến vào hiện trường đều nhao nhao giật thót vì chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng khủng khiếp như vậy vì cô ta là người có thân phận hiển hách cộng với tình trạng án mạng hiện tại cảnh sát lập tức triển khai điều tra trong nhà người chết tìm được một mớ tóc dài trên ghế salon vân tay trên ly thủy tinh ngoài ra móng tay của người chết vẫn dính một chút sợi mô của hung thủ sau khi kiểm tra tổng thể đã có thể xác thực vân tay trên ly thủy tinh kia thuộc về trải qua một cuộc hành trình dài mệt mỏi cuối cùng vũ nghê cũng trở lại thành phố phía bắc chết tiệt ngày đó không biết là ai bất ngờ đánh lén cô sau còn nhốt cô ở trong khách sạn những tưởng là có người tính hãm hại nhưng lại không ngờ ngày hôm sau cô đã được thả ra kỳ lạ chuyện này vốn rất kỳ lạ trong bụng đói lả chuyện này mình không muốn nghĩ tới nữa giờ phải tìm chút gì để ăn đã cô muốn về nhà thật nhanh sau đó đi vào nhà bếp nhanh tay làm cho mình một đĩa thịt bò sốt cà cô bây giờ chỉ muốn ăn thật nhiều mấy ngày trước ở trên xe lửa cô nuốt không trôi phần là sợ đồ ăn không hợp vệ sinh Phần là lo lắng cho đứa bé trong bụng, lỡ như ăn nhầm thứ đồ không hay, khác nào cô tự làm tổn thương bảo bối trong bụng. Bây giờ thì tốt rồi, taxi đã chở cô về đến nơi. Cô à, là nơi này sao? Tài xế theo như địa chỉ dừng xe, sau đó tò mò nhìn xuyên qua những chiếc cửa màu đen, hướng vào bên trong biệt thự. Đúng vậy, tiền của anh. Vũ Nghê đem tiền đưa cho tài xế xe taxi, sau đó đi xuống xe cô như con ngựa không vó chạy nhanh đến trước cửa đẩy cửa ra đi vào trong phòng nếu như hiện tại không có tương thịt bò một ít bánh bao sữa tươi với lạp xưởng cũng tốt bà vương tôi về rồi vũ nghê đẩy cửa ra không ngừng hô to từ phòng nghỉ mới vừa bước vào trong phòng nhìn thấy những người trước mặt thì không khỏi ngẩn ngơ các người bà vương nhanh chóng tiến tới cạnh vũ nghê ân cần nói cô chủ hai vị này là cảnh sát cảnh sát đã xảy ra chuyện gì sao vũ nghê không hiểu rõ nhìn quay quắt trong phòng trà xét xem có phải thiếu mất cái gì hay không trong nhà của chúng ta có ăn trộm ư có mất vật gì không xin chào cô phó vũ nghê có một vụ án giết người chúng tôi cần cô hiệp trợ điều tra mong cô cùng chúng tôi trở về đồn cảnh sát một chuyến một vị cảnh sát già lưu loát nói, tác phong của hắn vô cùng lưu loát nhưng lại khiến Vũ Nghê không hiểu, không rõ nhìn bọn họ. Các người đang nói cái gì, giết người? Tôi không hiểu, tôi mới từ thành phố khác trở về. Hiện tại rất, rất đói bụng, tôi muốn ăn cơm. Thật đáng ghét, cái gì mà vụ án giết người. Vũ Nghê cũng không thèm để ý đến đám cảnh sát này, nhìn về phía quản gia bà Vương, tôi muốn ăn. Phó Vũ Nghê, đừng quên cô là người có thân phận địa vị, mong cô phối hợp cùng chúng tôi. Vị cảnh sát trẻ đột nhiên lên tiếng, không nhìn được cảnh cáo. Thái độ cùng với giọng nói khó chịu của tên cảnh sát càng chọc cho Vũ Nghê giận dữ, hắn tại sao lại có thái độ hung tợn như vậy? Đám người này đều ngạo mạn như vậy, danh xưng là sống vì dân. Nhưng chẳng khác nào kẻ cướp. Hừ người dân bất bình bình luận đầy rẫy những lời đàm tiếu về bọn họ chẳng biết bọn họ có biết hay không nghe cho kỹ các người muốn tôi hiệp trợ công việc của các người có thể nhưng là bây giờ tôi muốn ăn cơm tôi hiện tại rất hai mắt cô mở sáng cầm dơ thật cao bà vương thấy vũ nghe tức giận vội vàng tiến lên khuyên nhủ hai vị cảnh sát đại nhân phu nhân nhà chúng tôi hiện tại đang có thai coi như tôi xin hai vị, bất kể là có chuyện gì, trước hết để cho cô ấy ăn cơm cái đã. Vị cảnh sát già khẽ gật đầu một cái. Hướng thủ hạ nháy mắt. Được rồi, vậy cho cô ấy ăn cơm, dù sao đứa bé vẫn quan trọng hơn. Lời nói của vị cảnh sát già coi như là trấn an tính khí của Vũ Nghê, hướng bọn họ gật đầu. Các người uống trà thông thả, tôi đi nghỉ ngơi một chút, ăn cơm xong tôi sẽ cùng nhau hiệp trợ. Nói xong, cô mệt mỏi hướng về phía cầu thang. Căn phòng lớn trắng lệ giống như cung điện, cao nhã quý phái, khiến người đứng trong đó cũng cảm thấy đè nén cảm xúc bội phần, vì cảnh sát trẻ xem vẻ mệt mỏi của Vũ nghe biến thành ngạo mạn, nhỏ giọng bất phẫn nói. Bất làm trò đi, đều bị tình nghi là nghi phạm giết người rồi, còn tỏ vẻ ta đây. Đợi đến đồn cảnh sát trình bày không rõ ràng, xem cô tỏ vẻ thế nào. Này, chuyện còn chưa xác định chớ nói lung tung vị cảnh sát già trận mắt nhìn anh cảnh sát trẻ một cái đi tới một bên cầu thang vũ nghê đột nhiên xoay người mở to hai mắt hỏi mới vừa rồi cô vẫn chưa nghe rõ anh nói ai là nghi phạm giết người vị cảnh sát trẻ lập tức đem lời hỏi thăm của vũ nghê biến thành chất vấn chẳng lẽ cô không biết sao lâm dương bị mưu sát rồi lâm dương cô không phải không biết cô ta chứ trong nháy mắt vũ nghê trợn to hai mắt khiếp sợ há to miệng lâm dương chết sao lâm dương mấy ngày trước không phải mình còn gặp mặt cô ta sao một người phụ nữ khí thế hung hăng như cô ta một người phụ nữ tuyên chiến muốn cướp đi chồng của mình chết rồi ư không không đúng vũ nghê dùng sức lắc đầu các người đang gạt tôi sao cô ấy không thể nào chết ha ha không tin cô có thể mở tivi lên xem tin tức trên đó vũ nghe nửa tin nửa ngờ cầm hộp điều khiển tivi lên nhấn nút mở nữ tỷ phú lâm dương bị giết hại cảnh sát đã bước đầu xác định được nghi can nhưng bởi vì tin tức này là tính đặc thù cho nên không thể công khai ngay được một nhóm người xuất hiện trước mặt ống kính vũ nghe lại không dám tin tưởng cũng phải tiếp nhận nhưng mà cô vẫn không hiểu nhìn về phía cảnh sát chuyện này với tôi có quan hệ gì sao từ trong nhà của người bị hại chúng tôi phát hiện vân tay của cô phó vũ nghê cô và người bị hại từng có tiếp xúc đúng không vị cảnh sát già đứng lên trầm ổn hỏi các người các người hoài nghi là tôi giết lâm dương đầu cô vang lên hai tiếng ong ong trong nháy mắt biến thành trống rỗng hết phần ba mươi lăm mời các bạn đón nghe vào ngày mai nhé nếu thấy hay nhớ nhấn thích bình luận và chia sẻ truyện nha các bạn cảm ơn các bạn